Cho các bạn, hôm nay thì mình xin được chia sẻ cách làm món chè Thái. Món này rất dễ làm, rất thơm ngon và thanh mát cho ngày hè. Nguyên liệu thì đa số thì mình làm là từ trái cây trong lon. Nhưng mà nếu bạn có trái cây tươi thì món chè của chúng ta càng ngon hơn. Đầu tiên thì mình sẽ làm hạt lựu. Mình sẽ mở một lon củ năng và cắt thành hình hạt lựu. Sau đó thì mình sẽ cho màu đỏ thực phẩm vào tô củ năng, trộn đều lên và cho củ năng ra một cái bọc ni lông và đổ bột năng vào. Mình sẽ lắc đều để củ năng áo một lớp bột. Bây giờ thì mình sẽ đổ củ năng ra rổ và rây để loại bỏ những phần bột dư. Kế tiếp thì mình sẽ đổ hỗn hợp củ năng và bột này vào nồi nước thật là sôi, khuấy đều cho phần củ năng và bột không bị dính vào nhau. Và mình sẽ nấu khoảng 3 đến 5 phút hoặc cho đến khi nào bạn thấy củ năng nổi lên mặt nước là được. Cuối cùng thì mình sẽ vớt củ năng ra và cho ngay vào tô nước đá. Với cách này thì sẽ giúp củ năng không bị dính vào nhau. Sau đó thì mình sẽ vớt nó ra và để sang một bên. Bước kế tiếp thì mình sẽ mở một lon mít, một lon xương sâm, một lon thịt dừa, một lon nhãn và một lon trái vải. Sau đó thì mình sẽ lấy phần nước của lon nhãn, lon trái vải, lon mít và lon thịt dừa và mình sẽ đổ vào một cái tô lớn. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ nhãn, vải, mít, thịt dừa và xương sâm. Và mình sẽ cho tất cả vào tô nước trái cây. Kế tiếp thì mình sẽ cho vào hạt lựu và mình cũng sẽ đổ vào tô trái cây kem sữa này. Tùy theo bạn thích mà cho kem sữa nhiều hay là ít nha. Nếu như mà bạn không thích sử dụng kem sữa, bạn cũng có thể sử dụng nước cốt dừa để thay thế. Quậy hỗn hợp trái cây này lên và thưởng thức với nước đá là ngon tuyệt. Với món chè Thái này được làm từ trái cây sẽ giúp cho bạn thanh lọc cơ thể và giải khát vào mùa hè. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chè Thái này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye!